Nhưng mà bà nội nó có cái máy in mà nãy giờ sửa hoài không xong vậy, có làm được không? Tính ra để đó tao, phiền quá à, có chút xíu à. Làm nhân viên lớn trong một công ty nhỏ hay là nhân viên nhỏ trong một công ty lớn? Đây là chiếc video clip dành riêng cho những bạn khoảng từ 20 tới 25 tuổi, chuẩn bị ra trường cho đến lúc đi làm được khoảng chừng 3 năm. Và khi các bạn đang bắt đầu loay hoay trong cái giai đoạn khủng hoảng tuổi 25 của mình về định hướng để phát triển và bứt phá cho sự nghiệp của riêng mình. Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well Array. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của anh. Đến thời điểm này thì anh tin là hầu hết khán giả của anh là những khán giả trung thành, đã subscribe và đã đi cùng anh trong rất nhiều những cái bài giảng, những cái reaction về những quan điểm xã hội, những góc nhìn cuộc sống. Cho nên anh sẽ không kêu gọi các bạn subscribe nữa. Nếu các bạn đi đến cuối cái video clip này và cảm thấy bài giảng này có ý nghĩa thì nhớ share và chia sẻ video clip này để lan tỏa những cái giá trị tích cực và giúp một tay để cùng phát triển kênh YouTube này. Còn bây giờ xin đi thẳng vào vấn đề: công ty to hay công ty nhỏ, sẵn sàng chưa? Let's go. Đầu tiên, trong khóa huấn luyện dành riêng cho những người đi làm của anh thì anh luôn nhấn mạnh với học viên của mình về việc cân nhắc khi lựa chọn công việc, đặc biệt là công việc đầu tiên của các bạn. Để so sánh cho dễ ha, thì các bạn sẽ thấy là nếu bạn nào ở đây có đầu tư chứng khoán thì hãy xem là các bạn cân nhắc và các bạn phân tích bao nhiêu những thông số, đọc bao nhiêu trang những báo cáo tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào cổ phiếu của một công ty nào đó. Và hãy lấy cái nỗ lực đó để nhân lên gấp 5 lần khi các bạn lựa chọn công ty để làm. Vì sao? Vì đó cũng là một thương vụ đầu tư. Chỉ là các bạn không đầu tư 10 triệu, 100 triệu mà các bạn đầu tư 3 năm thanh xuân của mình vào công ty đó. Các bạn đầu tư tâm huyết, công sức, tài năng, mồ hôi, nước mắt và quan trọng hơn hết là thời gian của mình vào cái công việc và cái doanh nghiệp đó. Và tiền đầu tư nếu mất các bạn có thể kiếm lại được cách này hay cách khác. Nhưng nếu thời gian mà mất đi, nghĩa là mất. Chưa kể là nếu các bạn đầu tư tiền vào một công ty, mua xong là xong, bán xong là xong. Còn khi các bạn đầu tư bản thân của mình vào một công việc nào đó, vào một doanh nghiệp nào đó, thì quá trình làm việc đó sẽ thay đổi những thói quen, những tính cách, giá trị và lối sống của chính các bạn. Cho nên bây giờ các bạn có hiểu vì sao mình nên dành ra gấp 5 thời gian và nỗ lực để cân nhắc hay chưa? Cho nên đó là một thói quen rất tồi của rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay. Đó là cứ đi spam CV và chỗ nào kêu phỏng vấn thì phỏng vấn. Phỏng vấn đạt rồi thì kỳ kèo vài đồng lương và rồi ném mình vào cái job đó. Làm 6 tháng, 1 năm, 2 năm mà nó không được thì quit. Anh nói nghe, là nếu tới thời điểm này ai cảm thấy hơi nhột nhột một chút thì phải tự biết nha. Bởi vì đó là một thói quen rất xấu của hầu hết những bạn trẻ ngày hôm nay khi đi tìm việc làm. Và thẳng thắn đi, đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, rệu rã mỗi buổi sáng ngày thứ hai. Chúng ta lờ đờ mỗi ngày trong phòng làm việc để chờ kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ và rồi thoát khỏi văn phòng, công xưởng. Là do mình hết á, chứ không phải là do công ty, do sếp, do khách hàng hay do chủ trương đường lối thị trường gì đâu. No, it's you. Alright. Và bây giờ bắt tay vào phân tích. Ok. Và lưu ý là khi mình phân tích để đầu tư là một quá trình mà chúng ta sẽ phải rất tỉnh táo và khách quan. Không có động lực, đam mê hay cảm xúc gì vào đây hết ha. Cần một cái đầu lạnh. Ready? Let's go. Khi lựa chọn một công ty, dĩ nhiên là cái đầu tiên nó đập vô mặt mình đó là công ty đó là công ty lớn hay công ty nhỏ, công ty Việt Nam hay công ty nước ngoài, bao nhiêu năm phát triển, bao nhiêu nhân viên, thuê văn phòng hạng A hay hạng A. Đó là yếu tố rất thực tế mà quan trọng. Tuy nhiên chưa đủ. Bởi vì khi chúng ta đầu tư thì chúng ta không mua cái giá trị hiện tại mà chúng ta mua giá trị tương lai, the future's value. Đây là nguyên tắc đầu tư quan trọng nhất của Warren Buffett, nhà đầu tư vĩ đại nhất trong lịch sử. Cho nên, một yếu tố nữa mà chúng ta phải cân nhắc
đó là tiềm năng phát triển trong tương lai của công ty đó. Đây là yếu tố mà bố mẹ họ hàng không bao giờ quan tâm, và chúng ta cũng thường rất ít khi cân nhắc khi lựa chọn công việc, lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư bản thân của mình. Tiềm năng phát triển của một công ty có rất nhiều yếu tố để cân nhắc, nhưng mà trong khuôn khổ của cái video clip này thì anh xin chia sẻ từ góc độ đầu tư hai cái đơn giản nhất để các bạn có thể cảm nhận được. Thứ nhất, đó là cái ngành và phân ngành của công ty đó ngày hôm nay có phải là cái ngành đang có nhiều nhu cầu phát triển, cái áp lực phải cải thiện, phải nâng cấp từ phía thị trường, từ phía người tiêu dùng, xã hội hay không, hay là nó đã là một cái ngành đã bão hòa, đã ổn định, thậm chí bắt đầu có xu hướng bị đào thải. Yếu tố số 2, đó là nội lực của cái công ty đó. Họ có những định hướng, những cái ý chí để phát triển mạnh mẽ hay không? Họ có sở hữu một cái đội ngũ lãnh đạo có năng lực nắm giữ được những thế mạnh cạnh tranh về công nghệ, về cải tiến độc đáo so với những công ty cùng ngành hay không? Hai yếu tố cơ bản đó là nhu cầu thị trường và nội lực của doanh nghiệp sẽ quyết định được tiềm năng phát triển tương lai của công ty đó. Cho nên khi chúng ta phối hợp hai yếu tố, đó là quy mô của doanh nghiệp và tiềm năng phát triển trong tương lai, thì chúng ta sẽ có bốn loại công ty để cân nhắc. Thứ nhất, đó là công ty có quy mô nhỏ và tiềm năng thấp. Đây là những tiệm cơm đầu ngõ của dì Ba, một cái quán cà phê truyền thống gần một khu chế xuất, một doanh nghiệp truyền thống gia đình đơn giản được truyền hết từ đời này sang đời khác. Thứ hai, đó là công ty có quy mô lớn và tiềm năng thấp. Dễ thấy nhất đó là những doanh nghiệp nhà nước, những doanh nghiệp quốc doanh, đúng không? Những công ty về giao thông vận tải, về khoáng sản, quân đội, cơ quan hành chính nhà nước. Đó là những cái doanh nghiệp có quy mô rất lớn nhưng nó thay đổi chậm và ì ạch. Thứ ba, đó là công ty có quy mô nhỏ nhưng tiềm năng phát triển lớn. Đó là cái startup, những doanh nghiệp tư nhân đột phá về công nghệ, về ý tưởng và mô hình. Và cuối cùng, thứ tư, đó là những công ty có quy mô lớn và tiềm năng phát triển lớn. Đó là các tập đoàn đa quốc gia, những công ty đầu ngành dẫn dắt thị trường. Trong khuôn khổ của cái video này và cái cảm nhận về đối tượng khán giả của anh, thì xin không nói quá nhiều về loại công ty số 1 và số 2 nghe. Vì thẳng thắn đi, nếu anh là một nhà đầu tư fundamental, đầu tư vào cái giá trị tương lai, thì anh quan tâm đến cái tiềm năng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp nhiều hơn. Và anh thật sự không quá hứng thú với những công ty không có tiềm năng để phát triển. Đơn giản thôi, công ty loại 1 là công ty mà chủ luôn đúng và nhân viên được sai cái gì là làm cái đó, từ chuyên môn cho đến chuyện đón con cho sếp, từ việc quét dọn nhà kho cho đến tất cả những công việc đầy những dấu chấm hỏi, sếp sai là phải làm. Công ty này dành cho những bạn không có năng lực cốt lõi và thật sự rất cần phải có thu nhập để trang trải chi phí và hỗ trợ gia đình của mình. Cho nên thẳng thắn đi là không có tài và cần tiền thì đành chịu thôi. Công ty loại 2 dành cho những bạn có chuyên môn, có bằng cấp, học hành đàng hoàng, và quan trọng nhất đối với họ hoặc với bố mẹ của họ là hai cái chữ được đặt trên bàn thờ gia tiên luôn, đó gọi là ổn định. Có thể họ sẽ phát triển chậm một chút, thu nhập thấp một chút, công việc hơi nhàm chán một chút, nhưng nó ổn định. Còn ngay bây giờ anh xin được nói kỹ hơn về công ty loại 3 và loại 4. Vì thành thật mà nói, đây cũng là hai loại công ty mà anh hiểu rõ nhất và trải nghiệm chân thật nhất trong cả sự nghiệp của mình. Ngày mới ra trường thì anh may mắn tìm được một cái công việc, anh đầu quân cho một cái tập đoàn đa quốc gia và giáo dục lớn nhất trên thế giới. Sau này khi anh quay trở về Việt Nam thì anh tư vấn, anh huấn luyện cho những cái tập đoàn, những doanh nghiệp đầu ngành ở Việt Nam. Và tất cả những cái dự án mà bọn anh khởi động và đầu tư phát triển cho tới ngày hôm nay đều là những startup nhấn mạnh vào những cái nhu cầu và những giải pháp mới mẻ cho thị trường. Suy cho cùng, anh tin là thanh xuân như một cơn mưa, mưa rơi đúng chỗ cho vườn thêm xanh, đúng không?
Anh tin là chúng ta không nên phung phí thanh xuân của mình cho những khoản đầu tư không khả năng sinh lời. Rồi, bây giờ phân tích cái được và mất giữa hai loại công ty. Công ty loại 3, quy mô nhỏ, tiềm năng cao. Và công ty loại 4 là quy mô rất lớn và tiềm năng cao. Ready? Fight. Làm việc cho một tập đoàn lớn, cái được lớn nhất đó là được đào rất sâu vào chuyên môn. Làm tài chính nghĩa là làm tài chính, làm marketing là chỉ làm marketing mà thôi. Và không những vậy mà nó còn đi sâu, đi nhỏ vào những cái chuyên ngành như là market analysis, chỉ làm về product activation, chỉ làm TVC, sản xuất quảng cáo, chỉ làm digital marketing. Đi rất sâu và không ai làm phiền các bạn hết. Còn tất cả những việc còn lại đã có người khác, những bộ phận khác lo hết rồi. Chưa kể là chỉ khi nào làm cho những tập đoàn, những công ty lớn, các bạn mới được nhúng tay vào những dự án khủng, những dự án mà ngân sách lên đến vài tỷ hoặc hàng chục tỷ đồng, quậy banh nhà lòng luôn. Thẳng thắn với nhau đi, sẽ có những chuyên ngành như là ngân hàng, tài chính, phân tích đầu tư hay là y khoa, cơ khí. Các bạn phải làm việc cho những công ty và tập đoàn lớn, các bạn mới được phép vẫy vùng, các bạn mới được phép làm những dự án sát nhập những cái công ty lớn, những ngân sách, những dự án cho vay lớn. Các bạn mới được chơi đùa với những công nghệ đỉnh cao và hàng đầu. Đây là ưu điểm tuyệt vời nhất trong việc làm việc cho một công ty và một tập đoàn lớn. Ngược lại, nếu làm việc cho một startup nhỏ thì các bạn phải đa nhiệm. Ví dụ như nếu các bạn làm marketing là phải làm hết, làm từ market analysis cho đến strategy, branding, viết script, chạy ad, customer service, tuyển PG cho đến in tờ rơi, đi phát tờ rơi luôn. Chưa kể là nếu mà vào mùa sale thì các bạn sẽ phải phụ phòng sale để tư vấn khách hàng luôn tiện thay mực và sửa máy in cho công ty để in brochure cho kịp phát cho khách hàng. Dĩ nhiên, trong thâm tâm, các bạn biết mình vẫn là một nhân viên marketing để trăn trở cho chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Nhưng mà bà nội nó, có cái máy in mà nãy giờ sửa hoài không xong vậy, có làm được không? Tính ra, để đó tao, phiền quá, có chút xíu à. Thấy chưa, có cái máy in nè, mà sửa hoài cũng xong, xíu là xong cái gì đâu, 30 giây. Cho nên làm startup là phải đa nhiệm, tháo vát lên. Cái được thứ hai của một tập đoàn lớn đó là quy trình rất cụ thể và chặt chẽ. Các bạn được onboard training từ 2 đến 3 tuần, được dạy từ lịch sử công ty cho đến quy trình của chuyên môn, cách dùng máy photocopy, cách xin nghỉ phép, cách claim lại tiền đi taxi để gặp khách hàng. Cái gì cũng có quy trình hết, A, B, C, D rất rõ ràng. Làm cho công ty startup thì quy trình cũng rất rõ ràng, bởi vì cơ bản nó chỉ có một quy trình duy nhất mà thôi. Bước số 1 là phát hiện ra là éo có quy trình. Bước số 2 là tự đề xuất quy trình. Bước thứ 3, cãi lộn với các bộ phận để cố gắng triển khai quy trình. Bước thứ 4 đó là triển khai ổn định quy trình mới. Bước thứ 5, một ngày đẹp trời phát hiện ra quy trình mới đó éo còn phù hợp nữa, quay lại bước số 2. Đó là chưa kể không biết bao nhiêu những gào rú, chửi bới, đau khổ và khóc lóc trong suốt quá trình đó. Cái được thứ 3 của một tập đoàn lớn đó là sang chảnh. Được làm việc trong những tòa nhà văn phòng loại A, nội cái bếp trong công ty á, nó chỉ thua cái bếp của khách sạn, nhà hàng 4 sao mà thôi. Mỗi cái team building lại được phát cho một bộ đồng phục công ty mới. Đi ra đường, ném cái danh thiếp một cái là giang hồ lé mắt hết. Và cái đã nhất đó là khi mà bạn bè, đặc biệt là ba má, dì Tư, chú Năm hỏi về công việc của các bạn, thì nghe cái tên công ty của các bạn xong thì tất cả mọi người sẽ đồng thanh: wow, hết. Làm startup á, thì mùa mưa đi dọn nước lụt chết mẹ luôn, còn mùa nóng á, thì đi hứng nước xì ra từ máy lạnh cũ. Công ty thì cũng có đủ tất cả mọi thứ, từ nhà bếp, phòng ngủ, phòng đánh bài, discotheque, nhà kho, phòng gì cũng có hết. Và tất cả những phòng đó đều là cùng một phòng, gọi là phòng làm việc. Nhưng mà cái khổ sở lớn nhất khi làm việc cho một startup đó là về quê ngày Tết. Phải mất nửa tiếng đồng hồ để giải thích
cho bạn bè, cho người thân biết là thiệt ra cái công ty của mình nó đang làm cái gì. Và nếu mà bạn bè đứa nào mà tinh ý, thân thiết thì nó sẽ hỏi là cái công nghệ là cái gì vậy, hay đó, rồi tụi bay tính phát triển theo hướng nào. Còn lại hầu hết sẽ ca một cái bản trường ca mà má của chúng ta luôn ca, đó là không có ổn con, sao không kiếm cái công ty nào ổn định hơn mà làm, hay là bây giờ mày về quê đi, hả không, trên ủy ban huyện á má có quen với cô Tư á để má. Và rồi tất cả những bữa cơm gia đình sẽ kết lại bằng một khung cảnh bi tráng nhất, đó là lúc các bạn cầm dao gọt trái cây kề vô cổ và gào rú lên là bây giờ ba má tin con một lần thôi có được không, để yên cho con làm đi, làm ơn đừng có hỏi nữa, hay bây giờ con chết cho ba má vừa lòng. Sao con còn muốn làm cho xá không? Anh nói thật đó nghe, là nhân viên của anh tất cả đều hiểu rất rõ cái thứ mà anh chia sẻ là cái gì. Thử thách lắm, thử thách lắm. Cái được thứ tư của một tập đoàn lớn là điều mà má các bạn cũng đã nói rồi đó, đó là nó ổn định hơn startup. Dĩ nhiên là áp lực vẫn rất lớn, đòi hỏi về năng lực và kỹ năng và chuyên môn vẫn rất cao. Nếu các bạn không có thực lực, các bạn chắc chắn sẽ bị đào thải. Tuy nhiên là nếu các bạn thật sự có thực lực và không ngừng trau dồi và phát triển năng lực của mình thì về cơ bản công ty sẽ ít khi nào bị phá sản. Dĩ nhiên là vẫn có những công ty lớn hoặc những siêu tập đoàn bất ngờ sụp đổ và biến mất trong một đêm, như là chuỗi điện máy của Vinpro hoặc là siêu ngân hàng Lehman Brothers. Nhưng xác suất đó rất thấp. Ngược lại, nếu các bạn làm việc cho một startup thì thẳng thắn đi, tía má các bạn nói không có sai đâu nghe. 90% những startup đều phá sản sau 5 năm hoạt động. Công việc và thu nhập mạo hiểm và bấp bênh hơn rất nhiều. Lương tháng nào là mắc mặt tháng đó thôi. Đó là sự thật. Sự thật hoàn toàn. Ok. Nhưng ngược lại, cái được lớn nhất khi làm việc cho một startup đó là sự thỏa mãn cho cái tôi của các bạn. Các bạn được làm những điều mà các bạn tin là đúng, được góp phần thậm chí đích thân đề ra những ý tưởng cải tiến để đột phá cho doanh nghiệp của mình. Các bạn sẽ cảm nhận được một cách rõ nét những đóng góp, những dấu ấn cá nhân của mình trong sự chuyển mình của doanh nghiệp. Thẳng thắn là nếu các bạn làm việc cho một tập đoàn lớn, nghĩa là các bạn sẽ là một chi tiết nhỏ trong một cỗ máy khổng lồ. Thậm chí dù các bạn có lên tới những vị trí như là giám đốc bộ phận đi chăng nữa thì các bạn vẫn có thể được thay thế trong một tích tắc mà không mảy may gây ra bất cứ một chấn động nào cho tập đoàn, dù chỉ là một chút thôi. Dù các bạn được mặc áo sơ mi, cà vạt lụa hàng hiệu, áo vest để đi làm, nhưng rồi các bạn sẽ sớm ý thức được các bạn cũng là một công nhân trong một dây chuyền sản xuất khổng lồ mà thôi. Cái được thứ hai của startup đó là các bạn được quyết định và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Đây là một đặc quyền lớn lao, bởi vì doanh nghiệp đặt niềm tin và một phần số phận của họ vào trong tay của các bạn. Khi làm việc cho một cái tập đoàn đa quốc gia thì các bạn sẽ được làm chuyên môn rất là sâu, nhưng về mặt cơ bản các bạn không được quyết định quá nhiều. 90% những công việc của chúng ta đó là triển khai những định hướng được đưa về từ công ty vùng, được đưa ra từ ban điều hành ở trên cao chót vót. Các bạn sử dụng chuyên môn của mình để vận hành và triển khai những quy trình và những quyết định đó. Vậy thôi. Và cái được thứ ba cho việc làm việc cho một công ty startup đó là tất cả những cái gian khổ đó, thử thách đó, cái môi trường áp lực và biến động liên tục đó phát triển cho các bạn một cái năng lực toàn diện và bản năng sinh tồn cực kỳ mãnh liệt. Thẳng thắn nha, những ai sống sót được 5 năm trong một cái startup thì hầu hết đều có thể dễ dàng chuyển sang và thích nghi với việc làm việc trong một công ty, một tập đoàn lớn. Cái tiếp theo đó là sau chừng 10 năm đi làm việc trong một công ty và một tập đoàn lớn thì
Sự sung sướng và thoải mái đó có thể khiến hầu hết các nhân viên không thể chuyển sang làm một startup hoặc tự startup được. Họ sẽ bị lệ thuộc vào sự ổn định, sự sung sướng của cái môi trường làm việc đó. Nói chung là sướng quen rồi thì khó mà chịu khổ được. Còn gian khổ quen rồi thì sống đâu cũng được hết á. Và rồi cái được cuối cùng cho việc làm việc cho một startup, và anh tin đây là cái được quan trọng nhất, đó là điều gì đi kèm với rủi ro thì nó cũng gắn liền với cơ hội khi mà startup đó thành công. Sau khi một startup vượt qua được cái quá trình đào thải rất khắc nghiệt của thị trường và phát triển đến năm thứ 10, năm thứ 15 và vươn mình trở thành một công ty, một tập đoàn lớn, thì đó là lúc mà tất cả những người gắn bó từ ngày đầu khởi nghiệp sẽ trở thành khai quốc công thần. Lượng cổ phiếu thưởng, chia sẻ lợi nhuận, quyền mua cổ phiếu mà họ sở hữu ngay tức thì có thể biến họ thành những người giàu có, thậm chí siêu giàu có. Đồng ý. Anh cũng biết những cái câu chuyện đó, là sau 15, 20 năm phát triển thì những cái công ty khởi nghiệp ngày nào đó như là Vingroup, Masan, Techcombank, Vinamilk, Cotecom, Nova Group, khi họ niêm yết trên sàn chứng khoán thì ngay tức thì nó đã tạo ra những tỷ phú, hàng trăm những triệu phú đô la. Những nhân viên đã gắn bó những doanh nghiệp đó từ những ngày đầu gian khổ nhất. Cho nên rủi ro sẽ đi kèm với tiềm năng đạt được lợi nhuận rất cao. Thẳng thắn là cuộc đời vốn dĩ công bằng, đúng không? Nhưng nếu chúng ta đợi tới lúc những công ty đó đã trở nên khổng lồ rồi mới gia nhập thì các bạn sẽ nhận được một cái mức lương khởi điểm cao hơn so với thị trường, phúc lợi rất tốt. Nhưng mà rồi đến cuối năm thì các bạn sẽ nhận được tối đa là 5-6 tháng lương thưởng. Hết rồi. Tóm lại, cuộc chơi của những công ty loại 3 và loại 4 đều là cuộc chơi của những người có bản lĩnh và thực lực. Khác nhau chỉ là ở khả năng chịu rủi ro, khả năng thích nghi và đa nhiệm của các bạn ở mức nào mà thôi. Để rồi từ đó đưa ra cho mình cái lựa chọn sao cho trúng. Vậy thôi. Anh đoán là ngay lúc này trong đầu của các bạn đang có cái câu nói là: ok anh Trí, em hiểu rồi, giờ anh nói tiếp đi, em nên chọn cái nào? Em phải làm sao anh Trí? Giờ sao? Đừng hòng. Nhìn mặt anh có giống một ông sếp sẽ cầm tay chỉ việc từng ly từng tí cho nhân viên hay không? Cho nên nếu tới thời điểm này các bạn thật sự nghiêm túc với công việc, với sự nghiệp của mình, thì ngay lúc này anh muốn các bạn tự quay trở về và cân nhắc lại năng lực, hứng thú của mình, khả năng chịu rủi ro, khả năng thích nghi, đa nhiệm, hoàn cảnh, điều kiện tài chính của gia đình, để rồi từ đó tự đưa ra cái quan điểm và chiến lược dành cho riêng các bạn. Sau đó comment xuống bên dưới cái video clip này cho anh. Thậm chí là nếu các bạn có những câu hỏi hoặc những ý phản biện không hoàn toàn đồng ý với anh thì đừng ngại comment ở bên dưới, và dựa vào những câu hỏi và comment đó, anh sẽ trả lời cho các bạn trong video Q&A follow up sau bài giảng này. Ok. Và rồi cuối cùng, nhớ share video clip này để chung tay cùng với anh và ekip để cùng nhau phát triển channel YouTube của chúng ta. Xin được đồng hành cùng với các bạn.